100 lốc đồ ăn ngon, 10 phút vui vẻ và 3 anh hùng tuyệt vời. Tất cả là thử thách của Barada. Chào mừng các bạn với thử thách mới. Chỉ một cái Twix thôi sao? Quá ít. Được rồi, và tốt hơn là không có gì. Ít nhất là tớ sẽ ăn nó. Có vẻ như ai đó đang rất đói đấy. Ê, cẩn thận, cậu đánh tớ ngay vào trán rồi đấy. Tớ sẽ làm lại nếu cậu can thiệp thêm vào tớ đấy. Tớ nghĩ ra một cái gì đó hay rồi, nhìn này. Ôi, tớ sợ quá. Trời ơi, cứ kích con đi. Bình tĩnh đi, tớ cần nó để cắt. Cẩn thận, phảnh vụn bay về mọi hướng rồi kìa. Đấy, xong rồi, tớ sắp hoàn thành rồi. Vẫn phải cắt vết cắt cuối cùng. Bây giờ ăn sô-cô-la sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cậu đã làm chúng tớ rối tung lên rồi. Xin lỗi, xảy ra một cách tình cờ thôi, tớ không cố ý. Hãy nhìn xem tớ đã làm tuyệt vời như thế nào. Hình như còn nhiều sô-cô-la hơn đấy. Có 2 mảnh, còn bây giờ thì là 10. Tuyệt quá, tớ không muốn Twix kết thúc đâu. Không thể tránh được, nhưng cái gì cũng có lợi của nó. Bây giờ thì tớ có thể ăn. Các gói tớ không cần nữa. Cậu làm tốt lắm đấy. Cảm ơn. Bây giờ tớ có thể ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc và không có gì có thể ngăn cản tớ. Nó ngon làm sao. Điều tốt là tớ vẫn còn rất nhiều thanh. Ồ, nghĩ ra rồi. Nhưng mà tớ cần cái này làm gì? Trời ơi, đầu tớ. Ê, tại sao cậu lại ném mọi thứ vào đầu tớ vậy? Xin lỗi, tớ chỉ cần làm sữa sô-cô-la. Nó dường như hoạt động rồi. Tớ chắc chắn rằng Twix sẽ còn thậm chí ngon hơn so với nó. Ồ, vâng, sự kết hợp quá tuyệt vời. Tớ cũng muốn thử. Lần sau nhé. Bây giờ tới lượt tớ rồi. Tớ biết phải làm gì với quá nhiều sô-cô-la như vậy. Đầu tiên, tớ sẽ thổi bay tất cả các giấy gói. Wow, làm nào mà cậu làm như vậy được. Đợi tí. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu xây dựng nhé. Để làm điều này, tớ cần một cái thìa và xi măng ngọt, có nghĩa là Nutella. Ôi, mùi thơm làm sao. Tớ chắc chắn rằng sô-cô-la sẽ là bổ sung tuyệt vời cho Twix. Hãy xem những viên gạch ngọt ngào của tớ đến một cách an toàn như nào. Còn ít nữa thôi. Đấy, còn một cái cuối cùng. Tuyệt. Wow, một cái tháp thật là cao. Chúng ta phải thử nó thôi. Ê, tại sao tháp của tớ lại rung chuyển vậy? Các bạn đang làm gì vậy? Ôi, nó sẽ đổ bây giờ. Dừng lại lập tức, tớ nói rồi. Không. Ôi, có vẻ như chúng ta nên nghe lời cậu ấy. Nhưng bây giờ cậu sẽ nhận được từ tớ đấy. Xin lỗi, tớ không thể cưỡng lại được. Thật tốt, tớ đã đội mũ bảo hiểm và không ai bị thương. Wow, kẹo mắt dẻo dai. Tớ sẽ không nói về phần của tớ ở số nhiều. Tớ chỉ có một con mắt thôi. Ai đó lại nhận được phần nhỏ nhất rồi. Đừng có cười nữa, nhận lấy đi. Ôi, tớ chỉ nói đùa thôi mà. Không cần phải đánh tớ như vậy đâu. Thôi không sao, bây giờ tớ sẽ trả thù cậu. Hay xem cậu tớ thích chơi trò này không nhá. Tớ nghĩ hơi kinh dị một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Đâu phải là mắt của cậu không? Trời ơi, một cơn ác mộng, tớ không thể xem được. Sợ phải không? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại ném mắt vào tớ? Ôi, hình như trò chơi khăm vượt qua kiểm soát rồi. Ôi, tớ không thở được. Đã đến giờ ăn sáng rồi. Nhưng viên sô-cô-la này rất là ngon. Mẹ ơi, trời ơi, cứu. Thật tốt, đó chỉ là trò đùa. Còn tớ thì đã sợ hãi rồi. Nhân tiện mắt rất là ngon, bạn chắc chắn sẽ thích nó thôi. Thật là tệ, tớ không có bất cứ thứ gì khác nữa. Vậy là tới lượt tớ rồi. Hy vọng tớ cũng sẽ thích nó. Ồ vâng, nó quá là ngon. Tớ rất yêu kẹo dẻo. Ê, cậu chia tay đi đâu vậy? Đó là phần của tớ mà. Cả trăm con mắt đều là của tớ. Chúng mềm mại và ngọt ngào làm sao. Hay quá, mọi thứ đều tớ như yêu thích. Có lẽ cậu sẽ chia sẻ với chúng tớ. Cậu còn rất nhiều mà. Ôi, cho chúng tớ một con mắt đi, xin đấy. Xin lỗi, nhưng tớ không còn cái gì nữa rồi. Quá là muộn rồi nhá. Tớ cảm thấy lạ quá. Ôi, cái gì thế này? Trời ơi, mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Cứu.
Có vẻ như ai đó ăn no lắm rồi. Chỉ có một cái bim bim. Hãy nhìn này, cậu bao giờ nhìn thấy 100 gói bim bim như này chưa? Tớ thấy ai đó không may mắn rồi. Chắc chắn rồi, tớ thậm chí không thể nhặt được bim bim lên. Cậu ấy đang làm gì vậy? Tớ cần một cái kính lúp. Với sự giúp đỡ của nó, cuối cùng tớ có thể ăn. Hoan hô, tớ lấy được bim bim rồi. Tớ sẽ cố gắng kéo dài niềm vui càng nhiều càng tốt. Đấy, dường như đã xong rồi. Nhanh thế nào? Nó thậm chí còn tốt hơn. Bây giờ tới lượt tớ. Ôi trời ơi, cái nắp chặt quá, không bỏ ra được. Nào, mở ra đi nào. Có vẻ như ai sẽ lại đói rồi. Không, tớ không đồng ý với điều này. Dù sao, tớ cũng sẽ phải mở nó ra. Xem này, đấy là được rồi nhá. Tại sao cậu lại ném nó lên? Để cho cậu thấy tớ có thể làm gì. Wow, cậu tuyệt thật đấy. Rất là tôn trọng. Tất nhiên rồi, tớ là một bậc thầy ai bim bim. Ôi, đầu tớ. Mọi thứ đang trôi nổi trước mặt tớ. Ồ, cậu ấy cầm luyện tập thêm đấy. Được rồi, hãy để cậu ấy hồi phục một chút trong khi tớ ăn bim bim của mình. Chúng ta là bạn thân của nhau phải không? Cậu chia sẻ với tớ đi. Tớ ý là bim bim không phải là bao bì. Xin lỗi, tớ không nghe thấy cậu đang nói gì. Ôi, có vẻ như không được đúng lúc lắm. Ôi, ngon làm sao, tớ không thể dừng lại được. Ê, cẩn thận, cậu đang đánh tớ một lần nữa này. Tớ không thể tiếp tục như này nữa rồi. Ai, đau quá. Tớ vô cùng may mắn luôn. Đừng vội kết luận nhá. Cho bạn ấy chừa, nhận được những gì xứng đáng. Trời ơi, súp lơ, cậu nghiêm túc sao? Tớ có một loại hạt thay vì bắp cải. Chuyện gì xảy ra với nó vậy? Thôi được rồi, tớ sẽ ăn cái này vậy. Ôi trời, không ăn được cái này. Ê, bạn nghĩ gì vậy? Tớ nghĩ chúng ta nên trồng nó xuống đất. Này, đừng có ném nó vào chúng tớ. Tớ cần đào một cái hố thật là sâu. Nếu không, cây sẽ nảy mầm. Nhưng tại cậu, người chúng tớ đầy đất này. Và bây giờ hạt giống của tớ nữa này. Các bạn thực sự có nghĩ nó sẽ xảy ra chuyện gì không? Chúng tớ sẽ sớm tìm hiểu. Nhưng còn bây giờ thì ăn súp lơ của cậu đi. Trời ơi, mùi thật là kinh khủng. Tớ ghét ăn rau. Chúng thật là vô vị. Thật là tốt tớ nhận được phần nhỏ nhất. Ôi, tớ hy vọng tớ có thể đối phó được với nó bằng coca. Ồ, đưa bình đây. Tớ phải tới cây, nó rất cần nước. Và nó đã giúp được cái gì? Nó đã bắt đầu phát triển rồi. Không thể nào, hay thật đấy. Vậy thì cậu thở đi, ăn ngon miệng nhá. Đấy, tớ biết ngay mọi thứ sẽ kết thúc như này mà. Tớ không trồng cái gì cả. Ôi, không thích bông cải xanh chút nào. Tớ không thích bắp cải. Và trên mặt cậu đầy bắp cải và đất nữa. Nhưng mà tớ đã xong, bây giờ tớ là cậu. Tớ nghĩ mình biết cách ăn hết cái đống này rồi. Nhìn kiểu có một con chim. Ôi, dễ tin người thật đấy. Đồ ngốc nghếch. Tớ sẽ giả vờ như ăn tất cả mọi thứ. Nhưng thực tế tớ sẽ vứt nó đi. Không nghĩ cậu có thể lừa tớ sao? Không được đâu. Tớ sẽ lấy tất cả và mang trở lại. Đấy, xong rồi. Chỉ còn một miếng thôi. Ê, còn những thứ khác thì sao? Tớ đặc biệt lưu cái này cho cậu mà. Đừng cảm ơn nhá. Trời ạ, có vẻ những cái của tớ thất bại rồi. Tớ đã bị giải mật. Ăn đi, đừng phân tâm. Skittles, hay quá. Không phải ai sẽ có phần ăn lớn đâu. Nghe thật là buồn, nhưng tớ chỉ có một viên kẹo. Ê, kẻ thua cuộc. Người không cười sẽ cười cuối cùng. Tớ biết phải làm gì rồi. Thế sao cậu cần một chiếc điện thoại? Cậu sẽ thấy thôi. Tớ chỉ tăng kẹo của tớ một chút lên thôi. Wow, tớ không biết điều này có thể làm đấy. Vẫn chỉ là một viên kẹo, nhưng một viên rất là to. Ồ, tớ sẽ không nói không với loại kẹo này. Làm tốt lắm. Ồ, xong rồi, bắt đầu thôi.
Mọi người cũng có một cơ hội tuyệt vời. Tớ sẽ bắt kẹo của mình vào miệng. Ôi, không biết là cái gì luôn kìa. Thôi được rồi, con đừng có bận tâm. Tớ sẽ không, bởi vì tớ đã nghĩ ra một cái gì đó tốt hơn. Ê, dừng lại, đây là vết kẹo của tớ. Tớ sẽ tự ăn chúng. Bắt đầu với màu gì bây giờ nhỉ? Có rất nhiều. Cái này. Cái này. Hay là cái tốt hơn? Cái gì nữa đây? Tớ chưa hiểu, nhưng rõ ràng là một cái gì đó để làm. Một cái sổ số chiến thắng cho những người biết phải làm gì. Một viên kẹo màu cam bên trong. Điều đó có nghĩa là gì? Chỉ có một điều. Bây giờ bạn sẽ biết chọn cái gì. Tớ sẽ ăn kẹo cam. Ôi, chúng ngon không? Cậu có thích không? Rất ngon. Bây giờ tớ không quan trọng khi tớ ăn đồ ngọt của mình. Có lẽ tớ cũng sẽ chơi sổ số với cậu. Ồ, nhìn này. Wow, cậu đã chơi sổ số may mắn rồi. Ồ, tớ giấc mơ chiếc kẹo khổng lồ cuối cùng giấc mơ tớ đã hiện thực. Thật tuyệt. Nhìn kìa, bên trong còn có kẹo bên trong nữa chứ. Tớ chia sẻ cho cậu một nửa nhé. Tớ không phiền, tự ăn đi. Cảm ơn rất nhiều. Ngon quá. Họ nói rằng nếu cậu có thứ gì đó ngon thì hãy chia sẻ với bạn bè của bạn. Và lần sau họ sẽ chia sẻ với bạn.